Và bọn em xin phép là quyên góp toàn bộ số tiền gửi đến đồng bào miền Bắc ạ. Hậu quả bão Yagi để lại tiếp tục là vấn đề được quan tâm nhất trong tuần qua. Không đứng ngoài nỗi đau của người dân, nhiều nghệ sĩ đã có hành động thiết thực, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần đến bà con vùng lũ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người nổi tiếng lợi dụng việc này để phông bạt, khiến công chúng vô cùng bức xúc. Những thông tin đáng chú ý nhất tuần qua sẽ được chúng tôi tổng hợp trong 5 từ khóa của chương trình Showbiz có gì hot. Tối 14 tháng 9, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng quang Miss Universe Việt Nam 2024, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên hai lần đăng quang hai cuộc thi Hoa hậu cách nhau 10 năm. Với danh hiệu này, Kỳ Duyên nhận được vương miện trị giá 24 triệu đồng cùng giải thưởng tiền mặt là 2 tỷ đồng. Cô đã quyết định trích 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ sau bão số 3. Số tiền còn lại dùng làm hành trang đi thi quốc tế. Cũng trong đêm 14 tháng 9, chương trình Anh Trai C2 khép lại với kết quả quán quân thuộc về Hiếu thứ hai, Á quân là Quang Anh Rider. Cả Hiếu thứ hai và Quang Anh Rider đều cho biết sẽ quyên góp toàn bộ số tiền thưởng 200 triệu đồng giải quán quân và 100 triệu đồng giải Á quân để ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại sau bão Yagi. Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ cũng chung tay quyên góp giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn như ca sĩ Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy với số tiền từ hàng chục triệu đồng, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng. Diễn viên Mai Thanh Hà cũng thông qua báo Dân Chí quyên góp 100 triệu đồng cho chương trình nhân ái chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ. Ngoài quyên góp, một số nghệ sĩ còn đến tận nơi trao quà cho người dân gặp khó khăn do thiên tai như Hậu Thùy Tiên cùng team Châu Phi đến Yên Bái, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang đấu giá bức tranh Sơn Dầu mang tên Hồn Quê để quyên góp, hay vợ chồng Lý Hải Minh Hà ngoài số tiền 100 triệu đồng còn ủng hộ 3.000 kg gạo, 400 thùng mì. Tuần qua cũng không thể không kể đến pha chốt kèo gây sốt của Tuấn Hưng và Duy Mạnh với đêm nhạc mang tên Dốc Mộng Mơ, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 9 tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Toàn bộ doanh thu của đêm diễn sẽ được gửi đến đồng bào vùng lũ. Duy Mạnh cho biết khi Tuấn Hưng ngỏ ý làm đêm nhạc này, anh hưởng ứng ngay. Một Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ live show 3 tỷ đồng và số tiền này được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong chiều 13 tháng 9. Trước đó, mối quan hệ giữa hai nam nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi được cho là cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, khi thường xuyên có những pha chọc ngoáy nhau trên mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Duy Mạnh cho biết, tuy anh và Tuấn Hưng có tính cách khác nhau, đôi khi không cùng quan điểm, nhưng cả hai vẫn luôn ủng hộ công việc của nhau. Trong khi cả nước đang chung tay hướng về đồng bào miền Bắc, thì không ít người được cho là phông bạt về chuyện quyên góp tiền cứu trợ lũ lụt. Dựa theo 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ từ các tập thể và cá nhân đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc công bố tối 12 tháng 9. Một số người nổi tiếng đã bị dân mạng soi ra khoản đóng góp từng khoe trên mạng và số tiền thực tế mà họ đã chuyển khoản đến Mặt trận Tổ quốc chênh lệch nhau rất lớn. TikToker Việt Anh Bí Bo sở hữu 1,3 triệu lượt theo dõi đã phải lên tiếng xin lỗi khi chuyển khoản 1 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhưng trước đó lại công bố ảnh chụp màn hình giao dịch giống như đã chuyển khoản hàng chục triệu đồng. Trong đoạn clip xin lỗi đăng tải sáng 13 tháng 9, nam TikToker thừa nhận hành vi của mình là phông bạt, kịch cỡm khiến anh cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn lại. Khi phóng viên Dân Trí liên hệ, quản lý của Việt Anh Bí Bo cũng cho biết anh đã thừa nhận hành động sai trái và hiện tại ekip cũng đã làm việc xin lỗi các bên đang hợp tác với Việt Anh. Một câu chuyện khác cũng liên quan đến danh sách sao kê của Mặt trận Tổ quốc là giao dịch mang nội dung tập thể anh em rạp xiếc Trung ương ủng hộ với số tiền là 10.000 đồng. Sau khi sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị xác minh xử lý thông tin xuyên tạc sai sự thật. Kết quả xác minh từ Công an thành phố Hà Nội cho thấy một sinh viên 21 tuổi ở Hà Nội đã lập một nhóm chat tên Rạp Xiếc Trung ương, sau đó tự chuyển khoản ủng hộ 10.000 đồng kèm theo nội dung gây hiểu lầm như trên. Cơ quan Công an đã lập biên bản nhắc nhở, răn đe đối với sinh viên này, đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới. Phía Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng khẳng định Liên đoàn đã có kế hoạch phát động mỗi cán bộ, diễn viên, người lao động ủng hộ một ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và dự kiến tổ chức buổi biểu diễn
kêu gọi nghệ sĩ, khán giả chung tay ủng hộ bà con vùng lũ. Ngày 12 tháng 8 âm lịch, tức ngày 14 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày giỗ tổ ngành sân khấu. Dịp này, các nghệ sĩ đã tề tựu đông đủ về những sân khấu như IDCAP, Thiên Đăng hay Đền thờ Tổ Tâm Linh Việt, thành phố Thủ Đức để dâng hương cúng tổ. Ngoài ra, cũng có nhiều nghệ sĩ tự làm lễ cúng tổ tại nhà như vợ chồng Thu Trang Tiến Luật, diễn viên Tam Triều Dâng, nhà sản xuất Nicole, Hoa hậu Khánh Vân. Đặc biệt, tại lễ giỗ tổ ở sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi cho biết dùng toàn bộ số tiền cúng tổ của các văn nghệ sĩ, nhà hảo tâm và khán giả sẽ được gửi vào hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai. Chương trình Showbiz có gì hot sẽ trở lại vào sáng thứ hai hàng tuần tại website dantri.com.vn, kênh YouTube và TikTok Đề Sao của Báo Dân Trí. Kính mời quý vị theo dõi đón xem.